Có một vài cái ôm thân thiện nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi sau khi Sadio Mane gửi lời chào tạm biệt các đồng đội tại Bayern Munich để đáp chuyến bay tới Saudi Arabia. Đa phần những người trong cuộc chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thương vụ chuyển nhượng đến Al Nassr được hoàn tất. Trước đó một năm, khi Mane gia nhập Bayern, nhiều người đã nghĩ đây là một vụ cướp đích thực bởi Bùm Xám chỉ phải trả cho Liverpool số tiền 35 triệu euro để đón chân sút xuất sắc bậc nhất tại Premier League nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên hành trình của ngôi sao 31 tuổi trên đất nước lại kết thúc chóng vánh chỉ sau một mùa giải duy nhất. Trong nỗ lực dọn đường để chiêu mộ một trung phong chất lượng, ban lãnh đạo Bayern nhanh chóng điền tên Mane vào danh sách cần thanh lý. Phát biểu trước truyền thông, Mane nói rằng bản thân không muốn rời Bayern ngay mùa hè này. Anh ước mình có một kết thúc khác với đội bóng đã vô địch Bundesliga lần thứ 11 liên tiếp. Thế nhưng khi mà giữa hai bên đã tồn tại quá nhiều sự rạn nứt, một quyết định chia tay sớm cũng là điều dễ hiểu. Rõ ràng đây là một thương vụ thất bại với cả Mane lẫn Bayern, dù là yếu tố chuyên môn hay các vấn đề bên ngoài sân cỏ. Ban đầu, mọi thứ vốn dĩ không tệ như vậy. Thường xuyên được đá chính ở vị trí tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-2-2-2 dưới triều đại Julian Nagelsmann. Cầu thủ người Senegal có cho mình 11 bàn thắng trên mọi đấu trường tính đến hết tháng 10 năm 2022. Thành tích ấy còn có thể tăng thêm nếu như Mane không bị thổi việt vị quá nhiều. Khởi điểm đánh dấu sự sa sút phong độ của cựu ngôi sao Liverpool có lẽ bắt đầu từ chấn thương dây chằng đầu gối trước thềm World Cup 2022. Lý do trực tiếp khiến Mane bỏ lỡ giải đấu trên đất Qatar, đồng thời phải rời xa sân cỏ đến cuối tháng 2 năm 2023. Sau khi trở lại, thể lực của Mane suy giảm rõ rệt, khiến anh không còn theo kịp tốc độ chơi bóng của toàn đội. Cầu thủ hưởng lương cao nhất Allianz Arena chỉ ghi duy nhất một bàn trong 15 trận đấu ở giai đoạn sau của mùa giải. Anh liên tục phàn nàn vì việc phải ngồi dự bị quá nhiều, đồng thời gây ra scandal động trời khi hành hung người đồng đội Les Soysen. Mane sau đó dính án kỷ luật nội bộ và dần biến mất khỏi đội hình của Bayern. Tuy vậy, vấn đề đằng sau sự sa sút thảm hại của Mane không chỉ đến từ bản thân cầu thủ này. Mùa giải 2022 đến 2023 cũng được xem là mùa giải thất bại của Bayern bất chấp họ đã bảo vệ thành công danh hiệu chiếc đĩa bạc trước sự trỗi dậy của đại kình địch Dortmund. Giống như hầu hết các cầu thủ khác trong đội, Mane gặp khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật mới dưới thời Thomas Tuchel sau khi Nagelsmann bất ngờ bị sa thải vào tháng 3 năm 2023. Bên cạnh đó, những vệ tinh chơi xung quanh Mane như Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman và Jamal Musiala đều không có phong độ cao, dẫn đến việc họ không thể tạo nên sự ăn ý trên hàng tấn công. Mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi sau khi trung phong duy nhất là Maxim Choupo-Moting vắng mặt do chấn thương đầu gối. Ý tưởng ban đầu thời điểm Robert Lewandowski ra đi là việc đội bóng sẽ cố gắng chơi với một sơ đồ không có trung phong cắm điển hình. Thay vào đó họ muốn linh hoạt hơn với nhiều cầu thủ có thể đảm nhận vị trí số 9 ảo như Gnabry và đặc biệt là Mane người đã có một mùa giải năm 2021-2022 tương đối thành công trong vai trò này tại Liverpool. Tuy nhiên thử nghiệm đó đã thất bại toàn tập. Đó là lý do để giải thích cho việc ban lãnh đạo Bayern đang tìm mọi cách để chiêu mộ một trung phong chất lượng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào tháng 9 tới đây. Mane đơn giản không phải lời giải cho bài toán đầu ra bàn thắng thời kỳ hậu Lewandowski. Dù không thể nổ súng đều đặn như kỳ vọng ban đầu, tuy nhiên thống kê cho thấy Mane vẫn đóng góp khá tốt vào khâu phát triển bóng và gây áp lực lên khung thành đối phương, bất chấp khả năng rê bóng của anh từ khi rời Liverpool đã suy giảm đáng kể. Theo nguồn tin nội bộ mà The Athletic khai thác được, rất nhiều thành viên lãnh đạo cấp cao của Bayern tỏ ra thất vọng với thương vụ Mane. Họ từng kỳ vọng đây là một ngôi sao sẽ nâng tầm chất lượng hàng công của đội bóng, đồng thời sẽ tạo ảnh hưởng tích cực bên ngoài sân cỏ, giống như cái cách Mane từng làm trong màu áo nữ đoàn đỏ. Quay ngược lại quá khứ, vào thời điểm tháng 6 năm 2022, giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić mô tả Mane giống như là quái vật trên sân, còn giám đốc điều hành Oliver Kahn cũng ca ngợi anh là một ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Chính cả hai đã thúc đẩy thương vụ này nhiều nhất, thậm chí sẵn sàng chấp thuận mức lương lên đến 23,5 triệu euro mùa để sớm hoàn tất thỏa thuận. Để rồi đúng một năm sau đó, cả Salihamidžić lẫn Kahn đều nhận trách sa thải, ngay sau khi Bayern đăng quang Bundesliga chưa đầy một ngày. Trong quãng thời gian nắm quyền tại Bayern, bộ đôi này đã có những quyết định sai lầm, ảnh hưởng lớn đến thành tích chung của toàn đội. Từ câu chuyện sa thải huấn luyện viên Nagelsmann, cho đến việc ký hợp đồng với những cầu thủ không thể nâng tầm đội bóng. Một yếu tố ngoại cảnh khác tác động mạnh mẽ đến Mane đó chính là việc anh không tìm thấy sự ủng hộ từ các đồng đội tại Bayern, khác hoàn toàn với những gì diễn ra tại Liverpool. Mane lạc lõng giữa một tập thể được coi là FC Hollywood với những rắc rối nội bộ khi đội bóng sở hữu quá nhiều cái tôi lớn trong phòng thay đồ. Ngay cả khi xảy ra sự cố với Sane, chẳng ai trong ban lãnh đạo Bayern đứng ra bảo vệ anh, dù trước đó anh mới là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc từ chính người đồng đội của mình. Mới đây, giám đốc PR của Mane là Bakary Sis đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Bayern vì đã dung túng cho Sane, đồng thời gây áp lực để buộc huấn luyện viên Thomas Tuchel không được sử dụng Mane. Sau khi mùa giải 2022 và 2023 kết thúc, điều duy nhất ban lãnh đạo Bayern muốn làm với Mane là nhanh chóng tống khứ anh ra đi nhanh nhất có thể để giảm tải gánh nặng quỹ lương. Cụ thể, Bakary Sis đã nói rằng, dường như mức lương của Mane khiến người Đức khó chịu. Họ thắc mắc rằng làm thế nào một người châu Phi có thể gia nhập Bayern và hưởng lương cao ngất. Vì vậy, họ muốn loại bỏ cậu ấy.
Thế nhưng Men đâu có ăn cắp tiền lương. Ngay từ lần gặp đầu tiên gặp nhau, cậu ấy đã hứa sẽ gia nhập câu lạc bộ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì về mức lương. Người đại diện của cậu ấy đã đàm phán mức lương đó. Sau này Bayern chưa lần nào gọi cho người đại diện của Men để thông báo về tương lai của cậu ấy. Họ cũng chưa bao giờ nói trực tiếp với Men rằng họ muốn cậu ấy rời đi. Họ chỉ cử Tu Thông đến gặp Men và nói rằng cậu ấy sẽ chỉ là lựa chọn thứ ba ở vị trí chạy cánh trái nếu cố chấp ở lại. Men chẳng việc gì phải chứng minh với người Đức cả. Cậu ấy có vị trí như bây giờ không phải nhờ Bayern mà là nhờ Liverpool. Bayern thật vô ơn. Nếu màu da của Men khiến Sen bận tâm, thì điều đó cũng khiến ban lãnh đạo Bayern bận tâm, bởi họ không hiểu tại sao lại phải trả nhiều tiền như vậy cho gã này. Sau tất cả, đây rõ ràng là một thương vụ thất bại từ cả hai phía. Ban lãnh đạo Bayern đã sửa chữa sai lầm của mình theo cách cực đoan nhất, và đó là một trải nghiệm khắc nghiệt đối với Men. Từ trụ cột hàng đầu Liverpool cho đến những ngày tháng bị ghẻ lạnh tại Bayern và giờ là Al Nassr xa xôi. Chẳng thể ngờ sự nghiệp chơi bóng của ngôi sao sáng giá bậc nhất châu Phi lại xuống dốc nhanh đến vậy.